Dung xin chào cả nhà mình nhé. Sáng nay đội nhóm của mình làm việc tại 12-4 Đào Duy Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay các mặt mình nó cũng đỡ nhiều hơn rồi nè. Đang lục xác cả nhà. Không nhận cái thải độc này nó kinh khủng thiệt. Dung phát trực tiếp một xíu ở quán cà phê này, rất là cái view rất là dễ thương. Và đội nhóm của mình cũng làm việc rất là hòa đồng, hòa nhịp cùng với nhau. Đây mời cả nhà xem cái view quán cà phê này rất là dễ thương. Và cái không gian ở đây làm việc rất là ok luôn đó các bạn. View rất là đẹp mà yên tĩnh nữa. Cái không gian nào làm việc thì nó sẽ ra cái không gian đó, nó không bị sự xáo trộn và ồn ào. Đó, bạn nào có đối tác, có nhà đầu tư truyền tải đến ở đây đội nhóm mình sẽ hỗ trợ nha. Chị chào Mai Trịnh nhé, chúc em ngày mới vui vẻ nha. Dễ thương quá đây cả nhà. View rất là đẹp luôn, không gian rộng thoáng. Đó. Cả nhà thấy view quán cà phê dễ thương không? Chào bạn Hồng Quang nha. Chúc bạn ngày mới vui vẻ ha. Đây, không gian làm việc rất là ok luôn nha cả nhà. Không biết là mình quảng cáo quán cà phê rồi chủ quán có giảm được xíu nào cho mình không ta? Đó, không gian làm việc rất là rộng rãi, rất là ok luôn. Xin chào bạn Duy Miên Sky nha. Chúc bạn ngày mới có thật là nhiều nhà đối tác nha, đầu tư nha. Quán rất là dễ thương đây cả nhà thấy không? Cái view nhìn ra ngoài này. Đây là đội nhóm mình đang làm việc ở đây. Cố đi bảo ơi. Cố đây. Hôm nay là có các bạn ở Đà Nẵng, Quảng Nam vào nữa. Đội nhóm Sài Gòn, Tây Nguyên, Bắc Trung Nam. Thì mình cũng phát trực tiếp một xíu để cả nhà mình theo dõi cái livestream này. Thì mình cũng nhấn mạnh với cả nhà một xíu, hôm nay là ngày 30 tháng 12, tức là ngày cuối của tháng 12 năm 2020, chuẩn bị bước sang năm 2021 rồi. Thì chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa thì các cái gói ưu đãi của tập đoàn sẽ kết thúc. Chị chào Phụng nha, chào Hữu Đông. Các gói kích cầu ưu đãi của tập đoàn sẽ kết thúc. Nên cả nhà chưa, ai chưa sở hữu được cổ phần, ai chưa hiểu rõ thì hãy liên hệ nhanh. Cơ hội qua đây thì sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Sau 2 ngày này thì khi đó các bạn mua cái giá cổ phần rất là cao, gấp 3 lần so với tại thời điểm hiện tại. Đó nên là các bạn cố gắng tìm hiểu, sở hữu cho mình một ít cổ phần để cho gia đình của mình có những cái tài sản về sau để thay đổi được cuộc sống, gia tăng tài sản mà không phải lo nghĩ. Em chào chị Nga Đàm nha, chúc chị ngày mới vui vẻ nha. Quán cà phê rất là dễ thương. Chúng chào bạn Peter Stumun nha. Bạn đặt cái tên rất là dễ thương. Đây, tụi mình là đang tham gia, vừa là nhà đầu tư vừa là đối tác của một tập đoàn công nghệ Skyway. Tập đoàn công nghệ này là giao thông vận tải trên không toàn cầu. Tập đoàn này thì do nhà khoa học Anatoly Zunicki nghiên cứu, phát minh, sáng lập và thương mại ra thị trường. Tập đoàn này thì rất là lớn mạnh,
và đồng thời nữa là các chuyên gia đánh giá là chiếm 50% thị phần vận tải giao thông của thế giới. Con chào chú Kỳ Tấn ạ. À, con chúc chú ngày mới sức khỏe vui vẻ, ăn lành chú nha. Chú ơi, hôm nào con về Đắk Minh con alo, con mời chú uống cà phê, con chia sẻ cho chú một xíu công việc để chú hiểu thêm nhé. Dạ, con cảm ơn chú. Chào bạn Kimberly Ngô nha. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình. Chúng xin chào bạn Trần Thao nha. Chị chào Phan Thanh Phong. Phan Thanh Phong đang ở Buôn Ma Thuột hả em? Đây chúng còn nói qua về tập đoàn một xíu. Thì tập đoàn của mình hiện tại giờ là đã thương mại cho Dubai và có hơn gần 40 quốc gia ký hợp đồng và rót vốn. Đó nên là đây bây giờ nó không còn là một cái bản vẽ, không còn là một cái dự án nữa cả nhà nhé, mà nó đã thương mại hóa và đã có lãi. Nhưng mà cái lãi của tập đoàn thì cũng đang còn rất là ít và tái đầu tư lại, cho nên là cuối năm nay thì chúng ta sẽ được nhận cổ tức với một phần lãi nhỏ của tập đoàn. Đó nên là bây giờ nó không còn là bản vẽ nữa, nên các bạn không gọi là dự án nữa nha, mà đây là hạng mục đầu tư đã thương mại. Đó, trước đây thì khi còn trên bản vẽ thì gọi là dự án. Mình rất là thích cái quán cà phê này, rất là dễ thương, không gian yên tĩnh, làm việc rất là ok luôn. Chị cảm ơn Phong nha. Ngày mai thì bên thị trường Sài Gòn có tổng kết một buổi tất niên cuối năm để giao lưu chia sẻ về cái lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp này, và đồng thời nữa cũng xin mời tất cả quý nhà đầu tư, quý cổ đông, quý anh chị, quý khách mời ở gần thị trường Sài Gòn, bạn nào tham gia thì đặt lịch nha. Chương trình ngày hôm nay mình đã chốt lịch rồi, thì nếu như mà bạn nào muốn đặt lịch thì cũng đặt cách một xíu. Em chào chị Mừng Thị Phiến nha, cảm ơn chị đã xem livestream. Dung cũng xin chúc tất cả nhà đang xem livestream trên Facebook của Dung một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Chào Bùi Hiền Hiền nha. Chị chào Bùi Chiên nè, cổ đông lớn của Skyway ha. Chiên ơi, đợt này có vào Sài Gòn không? Có bữa thấy rủ chị khí thế là không biết có vào không ha. Tất cả mọi người ở đây, tất cả cả nhà của mình đang làm việc ở đây, ai cũng là những cổ đông lớn hết, đến từ mọi miền Tây Nguyên, miền Trung, miền Nam, tức là Sài Gòn. Chúc mừng thị trường Sài Gòn nha cô Dung. Dạ em cảm ơn chị Nga nhiều nha. Hôm nào có dịp về Đắk Minh em alo chị. Đây, hôm nào bạn nào mà xuống Sài Gòn thì ghé 12-4 Đào Duy Anh, Phú Nhuận, phường 9 làm việc. Ở đây cái view làm việc rất là tốt luôn á các bạn. Wi-Fi cũng mạnh. Rồi cái không gian làm việc rất là ok. Nhóm mình khi nào xuống đây mình cũng chọn địa điểm này để làm việc hết. Thì nhân đây Dung cũng xin giới thiệu thêm về cái cổ phần doanh nghiệp của cái giao thông vận tải toàn cầu này. Hiện tại giờ thì các cái gói kích cầu ưu đãi của tập đoàn vẫn đang còn nằm trong 2 ngày nữa. Thì sau 2 ngày thì chưa biết là tập đoàn sẽ sắp xếp là cái gói mua như thế nào, nhưng mà theo Dung được biết thì cũng có giảm xuống cái lượng cổ phần gấp 2, gấp 3 lần so với thời điểm hiện tại. Nên các bạn nào mà chưa sở hữu được cổ phần thì hãy nhanh chân nha. Mình đang ở thị trường Sài Gòn, bạn nào ở gần đây thì liên lạc với mình để sẽ được chia sẻ sâu sắc về cái dự án và hiểu rõ thêm về cái tính chất đặc thù của dự án. Khi mình tham gia vào đây mình được cái gì, ưu và nhược điểm của nó như thế nào. Đó, thì đội nhóm mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu ha.
thì Dung cũng xin phát trực tiếp một xíu rồi mình vào đội nhóm làm việc. Chứ bây giờ thì cái thời gian cũng đã 10 giờ rồi nên là cũng không cho phép mình lãng phí thời gian nhiều. Mình xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình là một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành và nhiều năng lượng để làm việc. Và mình xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem livestream của mình nha. Tạm biệt cả nhà.